Hôm qua có thằng nào xem bóng ở phòng, phòng tao nhá, thằng Mông Mai đúng không nhỉ? Không biết có cái gì hay ho không nhỉ? Em xem được một hai cái à? Dạ. Dài vãi. Thì anh em mình hãy cùng nhau xem từ đầu đến đít nhá. Ui, hãy xem Hiếu Lợi, à giờ xem thằng Huy Huế bị ngã mấy lần buồn cười vậy liền luôn. Không biết có pha thằng Dép bán độ không nhờ anh nhờ? Có, mẹ. Mà mấy pha không tính nha. Em bị hơi lộ nha Dép nha. Em ốm anh. Bán quả lộ quá nha. Em ốm thật, em câu hết sức cầu. Lộ quá em ơi. Thấy chưa? Thấy chưa anh trai ơi? Đây là khởi động này. Cảm ơn Tâm nha, cảm ơn Hải nhá. Tua qua khởi động đi nhờ. Ôi chip. Thôi bảo cái chip ra. Em chạy qua máy trông lại hồn nhiên đấy. Khởi động một mình một kiểu nhờ. Ừ. Wow, trông chân tao cơ hết nhờ. To luôn, cái bánh to vậy. Cái này khởi động được. Khởi động. Huy Huế là lúc tới tối nó mới vào đúng không? Vâng. Lâu Huy ạ. Quả tao sâu kim thằng nào ấy nhỉ? Độ chạy nhanh quá. Tuần này ít cổ động viên hơn tuần trước nhiều vậy. Thì tuần trước có mày nên là mới đông thế đấy Hiếu. Người ta ra xem Lợn đá bóng như nào. Tò mò hiểu không? Chuyển hình như thế mà vẫn thua 13 anh thôi nhỉ? Ok. Ơ kìa, cái gì đấy? 4-3 đây này, cơ hội là anh Đỗ ơi. Ôi, không thấy đâu. Quầy bò nhanh dã man. Quả đấy đúng là mình giả sút xong mình sút lại sau nhờ. Ờ, quả đấy mình vội thế. Hoặc là gạt sang cho thằng Quang thể thằng gạt Quang cho chạy em tới vẽ lìn không chuyển Rabona kiểu ấy. Lúc ấy nếu mà là thằng khác là kiểu quả đấy em cũng chửi vãi đái kiểu ạ. Ok kìa. Thì lúc ấy mày phải góp ý cho anh chứ, bảo anh ơi anh phải chuyển cho em chứ, không phải tao đéo nhìn mày thật, quả tao mục đích của tao là định sút mà. Có quả mà bị vào đầu tiên đấy. Chưa vào đúng không anh? Chưa. À, đây. Mà sút sát nét nhờ. Ờ. Chung rồi, nhìn này. Bốn nhịp cầm bóng. Ôi giời ơi. Cửa này thì làm sao mà Dép bắt được? Nó sút như thế. Không hiểu là chung xét luôn mà. Không hiểu đéo gì. Không hiểu làm gì luôn. Đá với em luôn cỏ. Quả này thì không phải lỗi thằng Dép, vì quả đấy chịu thôi. Đúng rồi, quả Dép phải lỗi Dép. Không quả thằng Hưng sút cũng tốt cơ, đúng mạ một góc. Chết vậy đây. Rùa chó anh ạ. Ở trên thì hùng 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 đá, ở dưới cũng nhạt lẹt. Thua bàn này cũng sang trần tâm lý. Hôm qua em đi bắt thuê mà lọt 10 quả này. Tự nhiên thấy xung phong bắt mẹ. Hôm nay em bắt cho đội già, mẹ bán mất 10 quả. Sầu quá. Đây này. Lâm Minh Khôi. Ui tao chạy đẹp thế mà Khôi. Ui giời ơi. Chân trái lại còn từ gần. Mày nhìn là anh chạy xem mẹ mà mày quả này gạt nhẹ cho anh cái thôi là mẹ mày một đều chưa, đúng không? Đâu. Đây này. Anh Khôi đâu luyện đá chân trái à? Đâu tùng thủ nó theo anh mà. Hôm qua anh Khôi sút chân trái phải 3 quả. Đá này bị hành là đúng rồi. Ui giời bọn tôi đá vui mà các bạn. Mẹ có phải ai sinh ra đá giỏi như bạn luôn đâu, đúng không? Thì nó phải có một sự luyện tập nhất định chứ. Anh đâu chạy vòng quả xa vậy. Ủa, em mà đá thòng độ không bao giờ sỏi được luôn. À thế à? Nhưng mà anh chạy được. Đấy em đã nói hết đâu. Em cười cười. Đấy, chuyền đẹp như thế này rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đấy tắc trong khâu dứt điểm. Ông Đỗ là cũng đẹp rồi đấy chứ. Ờ Đỗ bước một đẹp mà. Mỗi tội là mẹ ông. Nó thuận chân đấy chứ, chân trái đấy chứ. Nó chân trái à? Vâng, chân trái mà. Ông chìm. Thay người. Ôi quần lại còn có túi ạ, à có khóa luôn ạ, à, cho nó cẩn thận. AC Milan.
không, chín chín ra đá mẹ mà hay mất tích về đài các bạn nhá, kiểu bé bé không hay nấp ở đằng sau, mấy ông to to xong về sau ú à ra một cái, nhưng mà hay ghi bàn về đài. Ừ. Anh chip truyền vào giữa hay truyền vào trong hay về đài, kiểu bình tĩnh ấy. Quả đấy anh trượt chân Quang ạ, đúng rồi anh. Anh rất rất ít khi truyền cho em nhá. Thì mày đen quá, nhiều lúc đéo nhìn thấy. Mày không mặc áo trắng đi Quang. Kiểu em không muốn hô lên bởi vì kiểu hô lên sẽ bị lộ ấy. Mày cứ hô lên đi. Trẻ con chơi với người lớn nhỉ? Ừ, trong Zindo rồi đấy thì. Ok kìa. À quả đấy Quang nhả lại cho anh, xong đéo hiểu sao anh đỡ thì đéo đỡ mạnh thế nhở. Ui giời. Ui giời ơi. Ờ đéo hiểu kiểu gì, quả đấy tao định là đệm nhẹ nhẹ và cho chúng nó đánh đầu là vào rồi đấy. Nhẹ quá. Nhả khéo thế rồi. Ừ, đéo hiểu kiểu gì. Đẹp thế rồi. Hưng hôm rồi đá được phết nhở. Vâng. Toàn trái anh luôn. Không phải cánh trái anh, Hoàng Anh không tì được. Ui giời. Anh thấy em bắt có chưa? Hậu vệ bắt tên nào? Thằng cái nó có phải hậu vệ đéo đâu, đéo hiểu sao nó về làm đéo gì. Mẹ thịt quả lại gò phốc phát. Lúc đấy là đang bị loạn đội hình. Tại vì không biết ai đá giữa. Ui chuyền, anh thề luôn đường chuyền hay vãi đái luôn đấy. Không, như lần sau chú Chín mẹ rút kinh nghiệm làm mấy quả như này là cứ phải đỡ vào đúng tầm bóng. Đúng không? Này. Đây này. Chuyền đọc tên anh chip luôn nhá. Anh chip gãy phát là vào. Tiếc thế. Quả đấy mà là kiểu Thomas Muller nhỉ. Chuyền như kiểu Kevin De Bruyne. Ui, mất đấy. Tuyệt ngay địt mà. Ủa, cơ hội đấy, cơ hội đấy. Anh độ của đấy phải cũng được. Anh độ phải DQ quy. Không phải, tao bất ngờ quá. Con mẹ bị đau chân như vãi lìn được. Tiếc hiểu suốt kiểu đấy. Dây trước cồn thời. Quà luôn, đúng ai đơn giản. Ui giời ơi. Như nào. Thế mà gọi là quà. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Mẹ à, vãi lì nữa mà xem lại quả kỹ thuật của Khôi cái. Kỹ thuật kiểu đéo gì đây? Của Quang anh. Ui. Ui giời ơi. Quả đấy là em. Đéo hiểu kiểu gì mẹ. Từng thổ nó chọc chân em mà, nó chọc quả bóng ra. Khi hôm qua anh Khôi cũng bắn toàn chân trái, có chân phải không? Em đéo thận chân nên em phải đánh gót, mà đánh gót của đấy góc ấy hẹp quá em thì Ui giời. Quả bị bắt bài, quả bị bắt bài. Đây rồi anh ơi, ui giời ơi. Này thế. Ok. 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 Lòng vòng quá. Ôi giời ơi. Trời ơi anh ơi, anh phải xem lại ba lần rồi. Lúc anh mệt quá rồi. Thật sự chú ơi, lúc anh mệt quá. Chạy mỏi cả chân rồi, mẹ trúng cả chân xuống rồi mẹ. Đây như ta xỏ hàng ra bắp gì nhá. Đây quả này sao không truyền đi sút thì đây. Ok. Trái chân. Mẹ thuận chân phải, bóng lại mẹ bên phải, đéo biết đá kiểu lều gì. Bóng đâu rồi. Ôi cầu kinh quá lìn. Ok. Có ai đép đấm ngất ở bố mại được. Hay quá lại anh chim còn cười. Còn đấy lá trượt hay sao ấy, tự thiên thành động tác giải không đấy. Vãi cả lìn thật mẹ. Buồn cười chứ. Chú chim cười rất sướng. Đéo hiểu chuyện kiểu đéo gì. Mẹ tự chuyện tự chửi rồi. Đá rồi kiên rồi. Giờ mới thôi sao mà có em nữa. Ui rồi. Đồng quá. Sau quả đấy bông mai quay ra nhìn em. Địt.
Trông quá rồi. Dẻo dẻo anh Khôi dẻo. Dẻo không rồi lại chân trái. Ôi mẹ đéo chuyển được Quang nhờ. Mẹ ảo thật Quang chạy thoáng thế thôi. Đây ổ. Ô đấy. Che che che. Che được nhỉ? Mày giật mình nhỉ? Che vãi lùn. Che được, sao che được. Không che, anh có bắt đâu mà anh biết. Che vãi lìn, anh hỏi gì. Ba người. Đẹp trai. Này, kinh chất. Này. Nhìn thằng anh mày cởi trần, mẹ mày ở ngoài ngồi nhìn chán hết nhìn thế. Như đập cầu ấy tề. Kéo quá. Wow, nhìn cái đầu ti của thằng Danh rõ vậy đấy, chúng mày nhìn đấy, nhìn cái đầu ti của này nhọn vậy đấy. Được chưa? Đấy, còn hay mà, còn đây Quang hay mà nha. Hay mà sao? Mà. Cô đây hay quá trời. Ừ. Phải người hay, hay như thế. Không phải, em di chuyển cũng hay, anh đi. Đúng rồi. Mày đứng yên một chỗ mà, ok kìa. Đâu, anh đi, anh cô lại đi, anh cô lại đi. Anh Quang, anh Quang thắt thắt người hay mà. Qua đây. Đâu, tao thấy mày đứng một chỗ mà nhở? Đâu, có thằng bụng, ai nhắc kìa, anh Quang này, thằng cún nhắc kìa. Kiểu chạy sau lưng ấy, làm sao mà nhìn được. Ừ. Này thì mấy trái rồi nhở? 2-1 thì đéo nó lên được 10 quả nhờ, giỏi nhở? Đấy đoạn cuối đấy trái kèm. Ôi đến đoạn cuối bọn tao đá trên nhiệt vãi lìn mà bên dưới đá mẹ. Đấy. Thầy ơi. Thế. Quả đấy, nhanh không chặt thử đấy. Cùn đứng im, không ai kèm một thứ. Thằng DK là còn chỉnh kính nữa này. Ông còn mà mày đang đéo biết là ông đỡ được quả bóng kìa. Đúng rồi. Thằng quê nó không trượt mà. Thân anh ạ. Còn đấy là... Đánh chinh ngay được. Không sợ sao được, em trượt ngay. Em đợi kính chạy lên. Đỡ mất tầm dùng nó chút mạnh ấy. Bình thường là cũng nên mập rồi, hôm qua yếu. Qua đi cây đến mình tốt lâu lắm. Lại vào. Không bán. Ui giời ơi. Mẹ à, mày nói cái đéo gì bây giờ. Em ra sân luôn mà. Ui giời ơi mẹ à. Con voi đá bóng. Ôi đất ơi. Còn đấy trầm cảm luôn. Đỉnh cầu. Lâu đất. Rồi bánh bầu. Mẹ ở đây quả này lộ vãi lìn về mày. Thế quả này là quả mà tất cả anh em tinh thần xuống hết. Ừ, anh em xuống tinh thần vậy đấy. Ôi quái cuồng kinh vãi gì đấy ạ? Dẻo quá. Cửa ngọt khá dẻo mà. Ui dồi, thẳng thế. Ui. Quái lộ xúc qua kìa. Khó hiểu đấy mà. Đéo hiểu kiểu gì thế mà. Đấy, anh xem tầm 10 giây nữa anh nhẹ ngã tiếp mà anh đổ cần chửi tua. Các bạn buồn cười như thế vãi lần. Khó hiểu thực sự em ạ. Gã rồi sất hết lại đầu gối cơ bị cơm mẹ đúng không? Chút quay mẹ mặt lên. Chuẩn bị ngã lần 2 rồi. Bị ngã lần 2
đây 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 ui rồi ôi khó mỏi chứ đi bạn mày mày nhìn tao gạt tao toàn quả đẹp vãi lìn ra mà nó sút kìa. Ở đấy bị em định chọc cái háng của anh ấy. Đấy, cái háng ấy. Khó bỏ đi chím. Khó bỏ đi chím. Thấy vàng nhá, thấy vàng. À vờ này, coi là vờ này. Ấy có bóng phát lên từ từ mà phải đâu thật. Xong rồi anh lại đứng lên đi bình thường ngay. Có gì đâu. Mệt mệt mệt. Quả pha bóng này khoảng 9% mã. Chẳng thế, em thề đứng tại đấy, tìm giường ngày. Đấy, 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 tìm giường luôn. Đéo hiểu. Bóng nó cứ lóp bóp ấy. Bóng này lóp bóp. Ừ. Chúng mày đéo chăm chuyền cho Huy Huế tí cho nó ngã. Ôi sao tao lại cởi trần ngồi ngoài rồi. Mày anh đang nghỉ cho Quang mà. Đây lại thấy dạng dài không? Lại thở thôi. Bí quá, bí quá, đối tác rồi tao. Ui, chiếc da truyền quả khéo nhá. Mã truyền truyền sò hạng, xuyên kim luôn à, sò hạng luôn à. Bật quả hay vậy. Ừ. Huyền bắt ngoài thì mẹ ơi, nó xuất ra ngoài. Các quả lấp đéo truyền không? Toàn cho dễ nhở. Tại tỏa, tại tỏa anh ơi. Thì anh ấy còn xuất phát đi rồi. Thật danh mà đứng sát mày đái gì vậy, đá đéo đi. Người đã to rồi mày. Em phải đem chỉnh. Chân mà phải đá đứng cái gì đó anh. Cái hạch kia. Ôi chị. Đến đây tí. Và thằng nào cũng đá mẹo người. Anh thua. Đấy quả vào, quả vào. Được chưa? Chạm thằng nào chạm đít được phát được sao ấy? Chạm không, không chạm. Không chạm, không chạm được. Nhưng mà bị chạm chân đừng phát. Cái lộn chê. Phát bảo không chạm, phát bảo không chạm. Chạm thằng nào ấy nhỉ? Không chạm, không chạm, không chạm. Không chạm ai cả. Đít mẹ bóng. Nó đến kiểu qua anh Khôi em mới thấy bóng ấy. Chê hết rồi. Cùng béo chê, anh Khôi chê. Chê hết cái gì? Đá tiền đạo cứ đứng trước mặt luôn là được. Đéo nhìn cái gì? Tao đếm, tao mới được có 5 bàn. Ờ, tao mới thấy 5 bàn mà. Chúng mày đếm thì đéo được 13. Còn 51 rồi. Chưa đến giai đoạn này. Không, lúc cuối trả ai kèm lên Khuê cũng sắp rồi. 2, 3 quả thì đấy, đi cả truyền ra lâm quả đấy cũng đã bảo. Quả này ông đệ nhẹ cái thôi là được rồi. Mặt quạo vậy đấy đây bên anh nhìn quả tiếp theo rồi bạn chung em này thôi không anh chung qua rồi đâu mẹ bạn chung em truyền cho em ra đá góc còn bạn chung em còn truyền lệch anh đấy. Hay không? Đâu. Đây, em đứng đây. Ờ, tao nhớ quả này. Một cười với lũ đề. À, quả đánh đâu vào mặt nhau. Ngoài đau mặt kiểu anh rùi đau mà. Bạn tao ở bên cạnh đang nghe cóc kìa. Đau vậy luôn. Đây là sao với cả vịt vàng là bay trên đầu đấy. Mẹ nó đã chuyển hay lác rồi lại còn đập đầu như thế nữa thì làm sao chuyển chuẩn được.
ông định giữ bóng lâu quá ấy. Trường sớm nè. Chạy ra chúng quay mẹ đi luôn. Nhập phải quả đấy tao hô anh đội nhả nhưng anh đội không nhả. Đứng sau ngay dưới của anh đội hút người rồi. Chịu thế tí thôi. Đâu thế nào được. Chân gãy lìn nhờ. Đây là 6-1 này. Rút quả vãi lồn trong đúng góc trái cái bắt bằng đít rồi. Quả này là quả 7. Quả này mình không đỡ được. Khó. Là bao nhiêu rồi? 7-1 à? 7-1 anh ơi. 7-2 quả thằng nào lỗi tổ khổ lỗi u đã sắp xếp quả này khác gì quả em đỡ chưa đâu anh đội. Ờ kìa, có 73 mẹ trong cái đếm thế đéo lên được 13 vậy. Bảo 13. Không. Còn mấy quả? Còn mấy quả? Anh lợn anh quay phải ghi. Anh quay sút mà, đúng rồi. 293. 93 là sút. Có. Anh quay chắc là. Có hai quả. Có hai quả anh quay chứ. Vào 93. 93 làm tròn lên 13 anh ơi. 93. Mẹ làm tròn khéo thế nhở. Chụp ảnh ăn mừng. Mẹ thằng Huy Huế ngã mấy quả vẫn vào chụp cùng ạ. Mười ba nhà. Mười ba đi bù tầng gì điều thế. Đếm cày vãi đài đếm mẹ. Bực thực sự. Bảo sao chả thua. Thôi tuần sau rửa nhục em ạ. Ok anh em. Mai edit video chỉ cho đúng 2 bàn mà thôi, hòa 1 đều. Sao mình không lấy 3 quả của mình, 1 quả của đội bạn? Ừ, thắng 3-1. Không, mình lỡ bảo thua rồi. Đếm lại.